chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. 44 năm giải phóng Trường Sa, một bài học kinh nghiệm được rút ra trong thực tiễn để bảo vệ vững chắc quyền biển đảo thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Những chiến công thầm lặng của ngành binh vận đã góp phần quan trọng vào đại thắng mùa xuân năm 1975 của cả dân tộc. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi để lấy ý kiến dư luận xã hội về một số vấn đề đang được quan tâm. Thưa quý vị, cứ đến mỗi dịp tháng 4 thì năm 1975 khi những đoàn quân giải phóng ào ạt tiến về Sài Gòn, có một lực lượng đặc biệt được giao nhiệm vụ trên mặt trận Biển Đông. Mưu trí, táo bạo, dũng cảm, những người lính biển đã cùng nhau viết nên huyền thoại về 15 ngày đêm chiến đấu, giải phóng quần đảo Trường Sa. Thời khắc vô cùng cấp bách, đoàn 126 đặc công nước phối hợp với một phân đội hỏa lực của tiểu đoàn 471 quân khu 5 sử dụng 3 tàu vận tải T-673, T-674, T-675, đoàn 125 tàu không số đường Hồ Chí Minh trên biển nhận lệnh đạp sóng suốt hành trình gần 500 hải lý để tiếp cận quần đảo, dũng cảm truy kích địch và giải phóng quần đảo Trường Sa. 5 giờ 15 phút sáng ngày 14 tháng 4 năm 1975, ta kéo lá cờ của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được treo trên đỉnh cột cờ phía đông đảo Song Tử Tây, đánh dấu trận đánh kết thúc thắng lợi. Sau Song Tử Tây, lần lượt Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa được giải phóng. Ngày 29 tháng 4 năm 1975, một vùng biển rộng lớn, giàu tài nguyên với những đảo và quần đảo đã thuộc chủ quyền của Tổ quốc. Chấp hành chỉ thị của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương Bộ Phòng cùng một bộ phận của quân khu 5, Hải quân dân Việt Nam nhận nhiệm vụ để giải phóng quần đảo Trường Sa, nó có một ý nghĩa rất lớn. Một bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn hiện nay để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc và đặc biệt giữ vững môi trường hòa bình trên biển hiện nay. Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Lời của Bác Hồ vẫn luôn là kim chỉ nam cho chúng ta đi đúng hướng. Vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo, lãnh thổ của Tổ quốc là rất vẻ vang và thiêng liêng của các thế hệ người Việt Nam. Quần đảo Trường Sa khi mà bắt đầu hình thành và phát triển nên rất là vất vả. Cái cuộc sống lúc bây giờ cũng rất là khó khăn về vấn đề nước ngọt, về vấn đề rau xanh. Đến bây giờ, quần đảo Trường Sa thì đã có nhiều cái thay đổi khởi sắc rất là rõ rệt. Đời sống của bà con cũng được nâng lên rất là rõ nét. Cái hệ thống y tế, về môi trường, giáo dục thì hiện tại bây giờ là chúng tôi là có 3 trường học ở trên một thị trấn và 2 xã đảo là cái điểm tựa đấy cho bà con yên tâm vươn khơi bám biển. Vượt qua bão giông, vượt qua thử thách khắc nghiệt ở những thời điểm lịch sử, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân, Trường Sa đang từng ngày thay da đổi thịt. Những mầm xanh không ngừng sinh sôi, nảy nở, vươn lên mỗi ngày và hướng ra biển lớn. Và cũng vào mỗi dịp tháng 4, nhiều bà con người Việt cả ở trong và ngoài nước lại mong chờ những thông tin về một hành trình đặc biệt, đó là hành trình đi thăm Trường Sa và nhà giàn JK1. Năm nay thì chương trình tiếp tục được tổ chức bởi Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Quân chủng Hải quân với sự góp mặt của 55 kiều bào đến từ 19 quốc gia cùng với hơn 150 đại biểu trong nước. Chuyến đi không chỉ là dịp để các đại biểu hiểu hơn về công việc, về cuộc sống của các cán bộ chiến sĩ, nhân dân Trường Sa và nhà giàn JK1,
hiểu hơn về chủ quyền biển đảo của Việt Nam, mà hơn hết, hành trình còn là dịp để nối vòng tay lớn những người con Việt trên khắp toàn cầu. Xin chào Trường Sa! Hơn 200 đại biểu người Việt ở trong và ngoài nước, dù đến từ đâu, là ai hay làm gì, đã trên cùng một hành trình đi Trường Sa và nhà giàn JK1, tất cả đều như người một nhà. Mất gần 2 ngày, đoàn đại biểu mới đến điểm đảo đầu tiên là Sơn Ca thuộc quần đảo Trường Sa. Và hoạt động đầu tiên đó chính là cùng các cán bộ chiến sĩ ở đây thực hiện nghi lễ chào cờ. Bước chân lên trên đảo, tự nhiên tôi cảm thấy một cảm xúc nghẹn ngào như trở về ngôi nhà của mình. Và lần đầu tiên đứng chào cờ dưới lá cờ của Tổ quốc. Sau bao nhiêu năm xa đất nước, ở những nơi hoàn cảnh khó khăn như thế này, mà tôi thấy các chiến sĩ vẫn vững chắc tay súng để bảo vệ biên cương, bảo vệ từng tấc đất của hải đảo. Tôi thấy phục những tấm lòng của người chiến sĩ. Hôm nay đến thăm đảo thăm các em rất là xúc động. Các em trẻ quá. Bao lâu rồi các em chưa được về nhà? Gần năm rồi. Gần năm rồi. Hành trình 10 ngày qua 10 điểm đảo và một nhà giàn, dù không dài nhưng cũng đủ cho mỗi người cảm nhận được phần nào về công việc, cuộc sống và nhất là tinh thần của các cán bộ chiến sĩ nhân dân nơi đây. Ngắm khung cảnh đảo thấy rất là mọi người rất là giữ cái môi trường rất là sạch sẽ, ăn ở rất là văn minh, sạch sẽ. Về mọi cái hạ tầng cơ sở ở đây rất là ok, chị thấy như vậy là tuyệt vời. Là một người đến từ nước Mỹ thì như các bạn biết là có rất nhiều những sự khác biệt về mặt chính kiến, về mặt chính trị. Nhưng mà khi về tới biển đảo thì chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều những sự thật. Chúng ta thấy được cái sự phát triển, thay đổi của đất nước và cái sự bền vững, duy trì lâu dài như thế này. Và trong 10 ngày trên hành trình về Trường Sa và nhà giàn JK1, những cánh tay vẫn tiếp tục nối dài từ người trong nước đến người nước ngoài ôm lấy Trường Sa. Cả nước hướng về Trường Sa, nhưng cũng nhờ Trường Sa mà người Việt từ trong nước cho đến ở nước ngoài trở nên đồng lòng, đồng kết hơn bao giờ hết. Hành trình kiều bào đi thăm Trường Sa và nhà giàn JK1 đến nay đã ghi dấu mốc hành trình thứ 8. Qua những chuyến đi như vậy, tình yêu quê hương, tình yêu biển đảo ngày càng được lan tỏa rộng rãi. Và từ đó, nhiều tình cảm đóng góp của cộng đồng người Việt liên tục được gửi về, có thể là qua chuyến đi hay qua nhiều những chương trình khác liên quan đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Và ngay sau khi hành trình kết thúc, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, về sức lan tỏa của chương trình cũng như sự quan tâm trong cộng đồng bà con. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Được biết là đây là năm thứ 8 Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức hành trình cho các kiều bào đi thăm quân dân Trường Sa và nhà giàn JK1. Ông có thể chia sẻ là cho đến bây giờ thì chương trình đã có cái sức ảnh hưởng như thế nào tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài? Sau 8 năm thực hiện thì ở rất nhiều địa bàn đã thành lập được những cái câu lạc bộ Trường Sa, ví dụ như ở Đức, ở Hàn Quốc, ở Singapore, ở Pháp và rất nhiều các cái địa bàn khác. Và chính những cái câu lạc bộ như vậy bao gồm những cái người đã đi thăm Trường Sa bằng những cái câu chuyện rất là cụ thể của mình đã lan truyền cái tình cảm của đến với kiều bào và đồng thời đến với bạn bè quốc tế để cho mọi người hiểu rõ hơn cái công cuộc bảo vệ chủ quyền của đất nước cũng như hiểu rõ hơn cái chủ trương cũng như là những cái quan điểm lập trường của chúng ta đối với vấn đề Biển Đông. Chính trong cái hành trình lần này chúng tôi đã mời 3 cái nhà báo
là Việt kiều ở Mỹ về để cùng tham gia, để cho các anh ấy tận mắt chứng kiến cái sự thay đổi cũng như là cái quyết tâm của chúng ta trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước, để lan tỏa nó rộng lớn hơn nữa, ảnh hưởng nhiều hơn nữa tới cộng đồng. Đã có rất là nhiều sự ủng hộ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài gửi về quân dân Trường Sa và nhà giàn JK1. Ông có thể cho biết cụ thể thêm được không ạ? Trong nhiều năm qua thì bà con đã có rất nhiều các cái phong trào quyên góp và có những đóng góp hết sức là cụ thể. Riêng lần này ấy thì bà con đã mang về 10 cái bộ tập thể dục đa năng dành cho các chiến sĩ ở trên đảo Sơn Ca, và tặng tất cả các điểm đảo là máy vi tính, TV, tủ cấp đông. Phải nói là đây là những cái trang thiết bị và hết sức là hữu ích cho cán bộ chiến sĩ cũng như người dân ở trên các cái đảo Trường Sa. Và tổng giá trị cả hiện vật cũng như là tiền mặt lần này đóng góp được khoảng hơn 1,2 tỷ đồng. Thì trong đó chúng tôi dành 200 triệu đồng của kiều bào đóng góp để góp vào cái quỹ vì biển đảo quê hương của Bộ Tư lệnh Hải quân. Rồi trí thức, các nhà khoa học trẻ Việt Nam đang làm việc ở rất nhiều các quốc gia khác nhau. Và liên quan tới vấn đề bảo vệ chủ quyền của đất nước thì các anh các chị đã có những cái đóng góp thậm chí rất là âm thầm nhưng mà lại rất là hiệu quả. Tôi nói ví dụ như là điển hình là anh Trần Thắng ở Hoa Kỳ chẳng hạn, là cái người mà trong rất nhiều năm vừa qua đã đi bỏ công sức và tiền bạc ra để sưu tầm rất nhiều những cái bản đồ cổ để chứng minh cái chủ quyền của chúng ta đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Rất nhiều những cái học giả của chúng ta mà là luật sư thì đã tham gia rất là tích cực ở các cái diễn đàn quốc tế liên quan đến vấn đề Biển Đông. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Vâng, xin cảm ơn. Nhân dịp kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, trong hai ngày 28 và 29 tháng 4, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có nhiều hoạt động tri ân các gia đình chính sách, thăm hỏi tặng quà nhân dân tại các địa bàn khó khăn ở các tỉnh Tây Ninh, Bến Tre và Long An. Sáng nay tại tỉnh Long An, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đến dự buổi khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho 600 hộ dân tại ba xã Bình Hòa Đông, Bình Thạnh và Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa và nhân dân huyện Chanh Chia, tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Đây là hoạt động do tập thể y bác sĩ trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Liên hiệp Hợp tác xã thành phố tài trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân địa phương tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu. Trước đó vào ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đến tặng 10 căn nhà tình thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và 25 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Cùng ngày, Phó Thủ tướng đã có buổi gặp mặt, tặng quà, tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tại buổi gặp, Phó Thủ tướng cũng đã trao tặng 50 suất học bổng cho học sinh tiểu học, 50 chiếc xe đạp cho học sinh bậc trung học cơ sở, 20 bộ máy tính dành cho các trường tiểu học vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Không nổ súng mà giành chiến thắng, đó chính là mặt trận Vinh Vận, một trong ba mũi giáp công chiến lược của cách mạng miền Nam. Bên cạnh đấu tranh chính trị và quân sự trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đây là một trận tuyến đặc biệt, nơi những người chiến sĩ phải đơn thân nằm trong lòng địch với vũ khí duy nhất là lẽ phải, chính nghĩa, trí thông minh và lòng quả cảm. Chính những chiến công thầm lặng của ngành Vinh Vận đã góp phần quan trọng vào đại thắng mùa xuân năm 1975 của cả dân tộc. 9 giờ sáng ngày 9 tháng 9 năm 1972, một tiếng nổ lớn vang lên trong sân bay Biên Hòa, làm rung chuyển cả thành phố. 150 quả bom, 1.000 hỏa tiễn và trên 100 máy bay các loại bị phá hủy và hư hỏng. Một tuần sau đó không thể hành quân. Báo chí Sài Gòn lúc bấy giờ cho rằng sân bay bị pháo kích. Nhưng thật ra chỉ nhờ vào một tuýp ken đánh răng nhồi chất nổ C4 mà anh Nguyễn Văn Thôn, một nhân viên kỹ thuật sân bay được binh vận ta cài vào hàng ngũ địch, đã đánh phá được một trong những căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Việt Nam. Vô biết mà nổ, mà tôi gom cái trái đống kết mà nó nổ còn khúc á, mình gom lại đặng cho vẹt cái đường đặng xe ấy. Vừa mừng mà vừa run. Lúc đó mình nói mình hoàn thành nhiệm vụ rồi. Anh hùng Nguyễn Văn Thôn chỉ là một trong số hàng trăm cán bộ của Ban Binh vận Trung ương Cục miền Nam tham gia vào mũi tiến công chiến lược của ta ở trong lòng địch. Sống giữa hai làn đạn, thường xuyên đối diện với hiểm nguy, cán bộ binh vận phải giữ cho mình một bản lĩnh trí tuệ phi thường.
Các cơ sở nội tuyến của ta đã trèo cao, thọc sâu vào hàng ngũ địch, khéo léo dùng tình cảm đánh trúng vào tâm tư nguyện vọng của binh lính đối phương, vận động họ đi theo đảng, bỏ súng quy hàng, khuyến khích binh biến, khởi nghĩa. Có những binh sĩ đi vô hàng ngũ của mình thì cầm những cái tiền đơn, cái chính sách kêu gọi, bỏ ngũ rồi phản chiến, rồi trở về với nhân dân, thì cái này là cũng có cái hiệu quả rất lớn. Nhiều chiến công khác của ngành binh vận cũng đã làm lung lạc ý chí của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, góp phần hạn chế đổ máu và mở đường cho quân ta vào tiếp quản an toàn. Chính tại nơi đây cách đây 44 năm, vào ngày 8 tháng 4 năm 1975, Trung úy phi công Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Thành Trung, đồng thời cũng là một cán bộ binh vận của ta, đã lái chiếc máy bay F-5E thả 4 quả bom xuống Dinh Độc Lập, bất ngờ đánh động vào cơ quan đầu não của địch, gây chấn động mạnh không chỉ đối với chính quyền và quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà còn đối với cả nước Mỹ. Chỗ này là cái chỗ mà an ninh tuyệt đối. Nó nghĩ là Việt Cộng tới nơi rồi, thằng nào cũng lo chạy, thằng nào cũng là lo cuốn gói mà chạy cho hết tinh thần chiến đấu rồi. Nó là một cái đòn rất lớn, làm tan rã cả bộ máy chính quyền này. Mình đâu có đem cái sư đoàn nào vô trực tiếp mà quánh nó như vậy đâu, mà chỉ có dùng công tác binh vận thôi, lấy nó đánh nó thì nó mới đỡ không được thôi. Cái ngày 30 tháng 4 tới, bất ngờ, hoàn toàn bất ngờ, cho nên nó sung sướng mà nó không cảm tưởng, không nói được cái niềm vui lúc bây giờ. Khi mà nghe mà bàn giao chính quyền mà mình nguyên vẹn á, thì mình nhớ tới những cái lời trước đây của Bác Hồ nói á, rồi mà nghĩ tới cái công việc của ngành mình thầm lặng nhưng mà để bảo vệ sự hoàn hảo của nó, thì mình thấy mình sướng, sướng lắm. Bác Hồ từng nói, đánh địch mà thắng là giỏi, không đánh địch mà thắng lại càng giỏi hơn. Không đánh mà thắng địch chính là nhờ vận động. Thành quả công tác binh vận trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước vẫn mãi mãi là điểm son trong lịch sử giữ nước của dân tộc, đã kế thừa và phát huy sự nghiệp cao cả của ông cha, đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo trong thời đại Hồ Chí Minh. Đại thắng mùa xuân năm 1975 sẽ mãi đi vào lịch sử dân tộc. Tuy nhiên, để có được mùa xuân của tự do đó, lịch sử cũng sẽ mãi nhắc tên những người đã ngã xuống, những binh đoàn, những đại đội đã chiến đấu hết mình. Năm 1965, do liên tiếp thất bại trên chiến trường miền Nam, đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh đánh phá miền Bắc. Quảng Bình, chiếc cầu nối giữa chiến trường miền Nam và hậu phương miền Bắc, đã gánh chịu biết bao bom đạn của kẻ thù. Ngày 20 tháng 11 năm 1967, tỉnh đội Quảng Bình quyết định thành lập Đại đội Nữ Pháo binh Ngư Thủy, gọi tắt là Xe Gái, với nhiệm vụ bảo vệ bờ biển quê hương. Chiến tranh đã đi qua hơn 40 năm, mảnh đất Ngư Thủy ngày nay đã thay ra đổi thịt từng ngày. Những nữ anh hùng Xe Gái năm xưa trở về cuộc sống đời thường thanh thản, nhưng những ký ức về một thời thanh xuân đầy nhiệt huyết để bảo vệ vùng biển quê hương vẫn cháy trong Xe Gái vào mỗi dịp kỷ niệm ngày thống nhất đất nước. Bà Nguyễn Thị Loan, trinh sát của Đại đội Nữ Pháo binh Ngư Thủy Xe Gái năm nào, nay đã thành bà nội, bà ngoại với cuộc sống bình dị ở miền quê với trang trang cồn cát, nắng trưa Quảng Bình. Hơn 50 năm kể từ khi bà là nữ trinh sát của Đại đội Nữ Pháo binh Ngư Thủy, chiến công phát hiện tàu địch để đơn vị phối hợp tiêu diệt vẫn còn nguyên trong ký ức của người phụ nữ này. Đối với pháo binh, trinh sát luôn là đối tượng có nguy cơ dính đạn của kẻ thù. Cô làm trinh sát là cả hai đài, lúc thì luân chuyển, lúc thì đam đại chính, lúc thì chuyển vào đại phụ. Việc quan trọng của trinh sát là phải quan sát tàu, phải đánh giá là coi như cái cự ly và cái hướng của tàu chạy như thế nào, để rồi có cái số liệu, có cái ấy mà bảo vệ cho chỉ huy. Khi làm công tác trinh sát là lúc nào cũng phải đi đâu, đứng đâu mới trinh sát thì tất cả mọi nguy hiểm đều nhắm vào. Với bà Ngô Thị Thanh Thới, kế toán một của Xe Gái, một vị trí quan trọng trong đại đội pháo binh, khi được hỏi về làm sao để có thể thắng địch trong cuộc đối đầu với tàu khu trục cùng vũ khí hiện đại của kẻ thù, người phụ nữ bé nhỏ ấy lại chỉ giơ một cây bút chì với đầu chì thật nhọn. Kế toán số 1 là cái người phải có phân tử chính xác, cái độ chính xác của kế toán. Hay còn tất cả đều theo lệnh của kế toán. Đi ra kế toán hô bao nhiêu phải lên bao nhiêu mà bắn, chứ không có cái chuyện mà 236 mà 212 là chết. Đòi hỏi cây bút chì là cây súng của người kế toán. Nhọn là vì có độ chính xác rất chính xác. Hay còn anh mà to ra, nếu mà chấm to cái điểm này ra là đó là phân tử khác.
đương đầu với bom pháo ngút trời mỗi khi tàu chiến Mỹ vào. Nhưng không ai có thể hình dung những cô gái mảnh mai bé nhỏ ấy lại không hề run sợ, thậm chí sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình. Pháo của ngoài tàu biển Mỹ nó đánh vào trên địa thì gắn thì là đã bị mảnh đạn xuyên vào trán. Trong đại đội là nói là để thay người khác chiến đấu, nhưng mà chị không, chị nói tôi vẫn chiến đấu được mà ở lại để chiến đấu với chị em. Hơn nửa thế kỷ qua, Xê Gái vẫn là một gia đình thân thiết, các chị vẫn cùng sinh hoạt, giúp nhau trong cuộc sống. Dịp 30 tháng 4 hàng năm, họ lại cùng nhau tề tựu dưới tượng đài của chính họ để nhớ về một thời mà bom đạn kẻ thù không làm họ run sợ, sức mạnh kẻ thù không chiến thắng được Xê Gái bé nhỏ, nhưng gan dạ và đầy nhiệt huyết chiến đấu để bảo vệ bờ biển quê hương. Xin được chuyển sang những thông tin thời sự đáng chú ý. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa công bố dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi để lấy ý kiến dư luận xã hội và các cơ quan, đơn vị, trong đó có một số nội dung rất được quan tâm. Dự thảo đề xuất tăng khung giờ làm thêm từ tối đa 300 giờ năm lên thành 400 giờ năm, tức là cao hơn khung cũ từ 100 đến 200 giờ. Dự thảo cũng đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu với mốc thời gian bắt đầu từ năm 2021. Trong đề xuất này có hai phương án. Phương án 1, tuổi nghỉ hưu của người lao động nam đủ 60 tuổi 3 tháng, nữ đủ 55 tuổi 4 tháng. Sau đó hàng năm tăng thêm 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ, cho đến khi nam đủ 62 tuổi và nữ đủ 60 tuổi. Phương án 2, tuổi nghỉ hưu của người lao động nam đủ 60 tuổi 4 tháng, nữ đủ 55 tuổi 6 tháng. Sau đó hàng năm tăng thêm 4 tháng đối với nam và 6 tháng đối với nữ, cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi. Dự thảo còn đề xuất bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ, đó là ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm. Thưa quý vị, tính từ ngày 23 tháng 10 năm 2017 khi Liên minh châu Âu rút thẻ vàng đối với thủy sản của Việt Nam, thì đến nay chúng ta đã có khoảng 1 năm rưỡi khắc phục. Ngày 25 tháng 4 vừa qua, Nghị định hướng dẫn thi hành luật thủy sản có hiệu lực đã là một dấu mốc quan trọng cho những nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu, gọi tắt là EC. Tuy nhiên, để được tháo gỡ thẻ vàng thì phía EC chỉ xem xét kết quả thực tế. Việc EC quyết định lùi thời hạn kiểm tra là cơ hội để Việt Nam khắc phục thẻ vàng. Phóng viên Anh Thư hiện đang có mặt tại vùng biển Tây Nam Bộ, nơi đang có khoảng 2.000 tàu cá hoạt động, sẽ cho thấy công việc này còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Hiện chúng tôi đang có mặt tại vùng biển giáp danh giữa Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Đây được xác định là một trong những cái vùng trọng điểm mà các cái lực lượng chấp pháp trên biển như là kiểm ngư rồi cảnh sát biển đang tập trung tuyên truyền và hướng dẫn bà con để ngăn chặn những cái tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. 3 tháng đầu năm, mặc dù số tàu cá vi phạm giảm nhưng số ngư dân bị bắt và xác định vi phạm lại tăng. Theo Cục Kiểm ngư, trong chống khai thác bất hợp pháp, Kiên Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Cà Mau vẫn là những địa phương có số tàu cá và ngư dân vi phạm nhiều nhất. Giáp danh giữa các cái vùng nước như Malai, Indo là hiện tượng là có tàu cá của chúng ta sử dụng biển số giả và sử dụng các cái biện pháp tức là rất là tinh vi, tức là sơn tàu tại trên biển, trà trộn với một số cái tàu cá mà ở nước ngoài. Chính vì thế cho nên là phải tăng cường cái sự hiện diện của các lực lượng chấp pháp, tuyên truyền mạnh và đảm bảo thực thi pháp luật thủy sản trên các vùng biển, nhất là vùng biển giáp danh. Bà con ngư dân trên vùng biển chú ý, đề nghị bà con thực hiện mở thiết bị giám sát hành trình, máy định vị để xác định vị trí đánh bắt. Với việc tăng cường các chuyến biển tuần tra, nhiều vi phạm khác đã được phát hiện. Tàu cá KG5483 đã dùng kích điện để đánh cá. Hàng chục mét dây điện đã bị lực lượng kiểm ngư lập biên bản thu giữ. Còn đây là số cá ông Dũng thu được sau một đêm đánh bắt. Nó chỉ có giá 5.000 đồng một kg. Thừa nhận đánh bắt tận diệt là sai, nhưng những ngư dân như ông Dũng cho rằng mình không có lựa chọn khác. Kinh tế giờ khó khăn quá, không có kết thì làm không có lời. Quýnh không có đủ tiền dầu nữa. Theo tôi nghĩ cần phải có một cái giải pháp đồng bộ, bao gồm từ kiểm soát tại bến để ngăn chặn các cái hành vi của ngư dân trong cái việc chuẩn bị hậu cần để đi biển xa. Thứ hai là có cái giải pháp về nghề nghiệp lâu dài cho bà con ngư dân.
để giải quyết về sinh kế và sinh lợi trong nghề khai thác sản, để tránh cái việc bà con vì động cơ lợi ích mà ra nước ngoài đánh bắt trái phép. Mặc dù được khuyến nghị hạn chế nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản, vẫn có đến hơn 70% tàu cá tại Tây Nam Bộ làm nghề giã cào. Không ghi nhật ký khai thác, đánh cá sai tuyến, thiếu thiết bị giám sát hành trình là những lỗi khá phổ biến. Còn bây giờ, trước khi kết thúc bản tin, xin mời quý vị cùng nhìn lại những hình ảnh đầy cảm động và trong hành trình kiều bào và các đại biểu trong nước đi thăm Trường Sa và nhà giàn JK1 năm 2019. Kiều bào yêu Trường Sa, họ trả lời nói Trường Sa yêu kiều bào, nghe như vậy rất là tình cảm và rất là vui lòng. Và đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.